Này, xin lỗi được chưa? Nói đi hát đi. Mặt sầm 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 đi đám. Ông thử hỏi xem có cái con vợ nào mà chồng về bảo là lấy lương mà không còn một đồng nào, nó như nào? Ăn chơi hết rồi thôi. Thà là ngồi bình thì tao quan tâm là cái chó gì. Mất cái kệ mẹ mày. Bây giờ đẻ con một đống ở nhà đó phải làm để nó ăn chứ. Hứa tháng sau không thiếu đồng nào cả. Một gói bim bim thèm thèm rớt rãi ở nhà kia kìa. Con người thì mà không biết suy nghĩ vậy. Hát ra đi. Đi máu nó vã cái được tao không thách mà. luôn đó. 6 triệu bạc là 6-700 triệu. 6-70 triệu ông chưa có, đừng có nói là 6-700 triệu. Tao hôm nay tao mà trúng tao có 6-700 triệu liền. Nói như vậy nói làm gì? Ông mơ ông thương không chuẩn. Mai tao vay 100 tao đánh trở lại không. Trầm trầm. Đi đâu gì à? Hả? Nó quay lại mai mốt cô con nó nhìn thấy con mẹ nó cái mặt đấy. Chồng chơi cũng mấy được mấy đồng bạc lẻ mà lấy người ta 6-700 triệu thì nguồn lắm hả? Nhìn cái mặt như đứa đám. Thôi xin lỗi nhé. Không cần. Không cần thì thôi. Thế bây giờ ý, bây giờ làm sao? Ngày mai tôi điện vô cho ông bà. Tôi nói rõ ràng vấn đề nó là như thế. Tôi với anh ở riêng. Vấn đề làm sao? Không ở chung nữa, tôi không thể ở chung với một con người như thế. Con người làm sao? Hả? Con người làm sao? Làm sao nãy giờ anh nói là còn gì nữa? Thì tao nói tao sai, tao xin lỗi. Thôi sẽ đi tắm rồi đi. Thật rồi. Tôi thà lấy một thằng chồng ngu đần không làm gì được. Đừng có làm cái trò này. Hát nữa đi. Ôi, có 6 triệu thôi. Cũng được 500 triệu. Tóm lại ông bà chưa thương. Ông vẫn còn chưa nhận ra cái sai của ông. Anh sai rồi, anh biết sai. Anh xin lỗi. Nhá. Hơi thắm nữa. Anh không muốn làm em buồn nhưng mà không ngờ là có giấc mơ sai, hay là cười lên tôi cười thế nào. Ô nước mắt rớt. Ô tụi đây có 6 triệu thôi, coi như tháng này coi như là ăn bám được chưa. Thôi tắm rửa là lát mua vợ chồng là nhớ chuyện rồi. Tha được tha mong tha thì anh cũng đành chấp nhận.